Sau nhiều sự chờ đợi, cuối cùng Raul Rojas Jr. cũng đã được xác nhận sẽ thi đấu trước các khán giả quê nhà tại sự kiện Fight Night Mexico City diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tới. Sự hưng phấn của Samai 17 tuổi đang là không phải bàn cãi khi anh đã có được cú knockout đầu tiên trong sự nghiệp UFC với thời gian chỉ là vỏn vẹn đúng 54 giây. Tuyệt phẩm đó đã khẳng định bộ kỹ năng đang trở nên ngày một hoàn thiện của Rojas, giúp anh lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ về khả năng phá kỷ lục của nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử UFC. Cột mốc trên thuộc về John Jones vẫn chưa thể bị xô đổ trong suốt hơn một thập kỷ qua, và niềm hy vọng của Mexico còn tới gần 4 năm nữa với hy vọng ghi tên mình vào lịch sử. Tuy nhiên, chướng ngại vật trước mắt mà anh sẽ phải vượt qua hứa hẹn sẽ khó nhằn hơn những đối thủ trước đó rất nhiều. Quán quân của chương trình chiến binh tối thượng mùa 29, Ricky Tuxio, đang vô cùng quyết tâm trở lại sau quãng thời gian nghỉ kéo dài 15 tháng. Kinh nghiệm chắc chắn sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để võ sĩ 30 tuổi có thể dựa vào nhằm phá hỏng bữa tiệc mà các khán giả Mexico đã chuẩn bị cho Raul Rojas Jr.